chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng chiêm ngưỡng hình ảnh và video chính thức mẫu xe điện của hãng kia tên gọi là EV9 hoàn toàn mới 2024, thiết kế đa giác táo bạo, nội thất cao cấp. Kia vừa tung ra đoạn video ngắn giới thiệu chiếc SUV điện EV9 hoàn toàn mới, cho thấy thiết kế gần như không thay đổi so với bản concept. Đây có thể là một trong những thiết kế ấn tượng nhất xuất hiện trên một chiếc xe được sản xuất thương mại. Được phát triển trên nền tảng AGMP, xe ô tô điện Kia EV9 dự kiến sẽ được ra mắt với hai phiên bản là 200 mã lực và 400 mã lực, cùng mức giá bán từ 56.000 đến 73.000 đô la Mỹ, tương đương 1,2 đến 1,6 tỷ đồng. Nền tảng AGMP, hệ động lực sẽ nằm dưới mọi chiếc xe điện của Hyundai và Kia trong tương lai. Thiết kế của AGMP mang tính module cao, sẽ làm nền tảng cho nhiều mẫu xe do các thương hiệu của tập đoàn sản xuất, bao gồm cả các thương hiệu Hyundai, Kia, Ioniq và Genesis. AGMP sẽ củng cố kế hoạch của công ty là giới thiệu tổng cộng 23 mẫu BEV, trong đó có 11 mẫu BEV chuyên dụng và bán ra hơn 1 triệu xe điện trên toàn thế giới vào năm 2025. Giống như các nền tảng EV khác, AGMP có thiết kế giống như ván trượt, trong đó các gói pin với các ô dạng túi được gắn ở dưới sàn xe. Áp dụng phương pháp module, số lượng các gói này có thể được thêm hoặc bớt để thay đổi dung lượng hay công suất của toàn bộ khối pin, đồng thời cho phép Hyundai thay đổi tự do chiều dài trục cơ sở và chiều dài tổng thể phù hợp với các kích thước và phân khúc xe khác nhau. Hyundai cho biết hãng đã tiêu chuẩn hóa thiết kế các gói pin của mình để giảm chi phí sửa chữa. Chỉ những gói pin hỏng hóc cần được sửa chữa hoặc thay thế, thay vì phải tháo toàn bộ khối pin từ xe. Điều này cũng mang lại ý nghĩa tích cực cho việc kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất. Công ty cũng cho biết thêm rằng các bộ pin của họ có cấu trúc khối làm mát riêng biệt để làm cho chúng nhỏ gọn và nhẹ hơn, đồng thời cung cấp mật độ năng lượng nhiều hơn 10% so với công nghệ pin EV hiện có. Theo cấu hình tiêu chuẩn, AGMP được thiết kế để dẫn động cầu sau, nhưng nền tảng này cũng có thể được trang bị động cơ điện phía trước để dẫn động tất cả các bánh. Nó cũng sẽ có trục truyền động tích hợp được sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới, trong đó động cơ, biến tần và hộp số một cấp được đóng gói thành một mô đun nhỏ gọn duy nhất. Hyundai cho biết các mẫu xe hiệu năng cao dựa trên AGMP có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng chưa đầy 3,5 giây và đạt tốc độ tối đa 260 km/h. Hệ thống treo liên kết 5 điểm và MacPherson phía trước cũng sẽ cung cấp cho những chiếc xe này cảm giác lái chính xác. Các hệ thống đa sạc khác yêu cầu bộ sạc tích hợp đôi khi được lắp riêng để hỗ trợ một số phương pháp sạc nhất định. Ví dụ, ô tô có thể hỗ trợ sạc 800V trực tiếp vào pin, nhưng cần có bộ sạc tích hợp riêng để cho phép sạc 400V. Trên AGMP, sạc 800V là tiêu chuẩn, nhưng nền tảng này cũng sẽ hỗ trợ các hệ thống bổ sung không sạc 400V, với bộ biến tần thực hiện chuyển đổi nguồn điện 400V đến 800V trước khi chuyển tới pin. Sạc AC chậm hơn từ 1 đến 3 pha cũng được hỗ trợ và điều này sẽ hoạt động với nguồn 240V. Theo dự kiến, mẫu EV9 mới sẽ được Kia cho ra mắt vào cuối tháng 3. Thương hiệu Hàn Quốc đã phát hành một video teaser ngắn cho thấy đèn phía trước và hình ảnh bên hông của chiếc SUV điện. Dường như Kia đang rất tâm huyết với mẫu EV9, bởi mẫu xe này không chỉ thể hiện rõ cam kết của thương hiệu này đối với các mẫu xe chạy điện, mà nó còn là chiếc SUV lớn nhất và táo bạo nhất về mặt thiết kế của Kia tính đến nay. Sau nhiều lần úp mở với những hình ảnh không rõ đầu đuôi, cuối cùng thì Kia cũng chính thức tiết lộ hình ảnh chi tiết về mẫu Kia EV9 bao gồm cả nội và ngoại thất. Đây là mẫu SUV thuần điện cỡ lớn mà Kia phát triển nhằm cạnh tranh với các đối thủ đến từ châu Âu hiện nay. Nhìn những hình ảnh được hé lộ, thiết kế của Kia EV9 thật sự táo bạo với triết lý thiết kế Opposite United của Kia. Triết lý thiết kế này nhằm khai thác sự hiện đại và tự nhiên của sản phẩm để mang tới một tổng thể hài hòa và nổi bật. Kia EV9 được hình thành từ ngôn ngữ thiết kế đa giác với tạo hình khối nằm ở phần đầu và thân xe. Mặt trước được hoàn thiện bởi các đường nét đơn giản và cân đối. Lưới tản nhiệt kỹ thuật số kết hợp với đèn LED hiện đại và hệ thống Digital Tiger Face với hai cụm đèn hình khối tạo ra một cái nhìn đặc biệt với dòng xe này. Trong tương lai, Kia sẽ sử dụng Digital Tiger Face cho các mẫu xe điện của mình. Không giống như một số dòng xe ICE của Kia hiện nay,
Tất cả đường nét từ đầu xe, thân xe đến đuôi xe đều đơn giản và thanh toát, thoát khỏi sự rối rắm về đường nét. Kết hợp với thiết kế tạo khối tăng thêm phần cơ bắp và khỏe khoắn cho xe. Tay nắm cửa được làm ẩn trong thân xe tạo nên một cảm xúc về sự tối giản tinh tế. Là mẫu SUV đầu bảng của Kia, EV9 có nội thất sang trọng không thua kém thiết kế bên ngoài. Xe được trang bị cấu hình 6 hoặc 7 ghế và có không gian rộng rãi để khách hàng có thể thư giãn như một phòng chờ hạng thương gia. Đặc biệt hơn, hàng ghế thứ hai có thể xoay 180 độ để người ngồi tại đây có thể xoay mặt đối diện với hàng ghế thứ ba.